Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Leon Coffee. Thì khi mà mọi người kinh doanh quán cà phê mang đi, hoặc là bán mang đi, hoặc là mình sử dụng cho văn phòng hoặc ở nhà, thì có một cái lưu ý rất là quan trọng để giúp cho cái tuổi thọ của máy được lâu hơn, bền hơn, cũng như là cà phê pha ra được ngon hơn. Đó chính là cái việc mà chúng ta phải vệ sinh hàng ngày và hàng tuần. Vậy thì đối với một chiếc máy pha Breville 878 Pro này á, thì chúng ta thực hiện cái việc vệ sinh đó như thế nào? Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh máy pha Breville 878. Bây giờ mình sẽ đi vào cái cách vệ sinh hàng ngày trước nha mọi người. Thì sau khi mà mọi người đã pha xong á, mình không sử dụng nữa, thì chúng ta cần phải vệ sinh máy. Để vệ sinh máy thì chúng ta sẽ để nguyên máy như thế này, không tắt nha mọi người. Đây à, để nguyên cái hiện trạng là máy đang hoạt động. Và chúng ta cần một cái tay pha chế, tay cầm pha chế này. Ngoài tay cầm ra thì chúng ta cần thêm một cái filter mù. Thì đây là cái filter mù đi theo máy nha mọi người. Mình sẽ đặt filter mù vào tay cầm pha chế như thế này. Đây. Đó. Chúng ta đặt như thế nào mà nó khít như thế này nè. Sau khi mà đặt xong á thì chúng ta sẽ lắp tay cầm này vào máy pha. Như một số dòng máy pha khác á, thì chúng ta phải mình phải chủ động ấn rồi tắt, ấn tắt. Nhưng mà đối với dòng máy pha này thì nhà sản xuất đã tích hợp cái chức năng tự động vệ sinh máy pha luôn. Mình chỉ cần chọn chế độ thôi thì máy sẽ tự động pha, tự động vệ sinh rồi. Từ đầu tiên là mọi người nhấn cái nút menu nè. Xong, chúng ta chọn chế độ vệ sinh. Mọi người thấy cái chữ đang chớp chớp không ạ? Mình xoay về phía bên tay trái nha, tức là cái phía ngược chiều kim đồng hồ á, thì nó sẽ hiện lên cái chớp chớp này, cái chữ này. Đó. Rồi, mọi người nhấn chọn. Sau đó nhấn nút một shot để cho máy tự động vệ sinh. Mọi người nghe không ạ? Cái tiếng ồ đó là máy đang vệ sinh đó. Máy sẽ chủ động làm hai lần, tức là tự động làm hai lần như vậy. Đó, là xong một lần. Đây là lần thứ hai ạ. Rồi, mọi người nếu mà mọi người kỹ hơn thì mọi người có thể lặp lại thao tác này một lần nữa. Thì đó là cách vệ sinh hàng ngày. Thì ngoài ra, sau khi mọi người đã xong rồi thì mọi người lấy tay cầm ra nha, đổ cái nước cà phê này xuống. Đó, rồi chúng ta tráng lại thôi, tráng lại bằng nước cho sạch. Thì sau khi mình đã thực hiện cái thao tác là vệ sinh, nhấn cái nút vệ sinh á, thì chúng ta có thể lau chùi máy móc và đem cái khay này đi rửa, ngoài đem ra hẳn một cái vòi nước của nó, mình rửa sạch cái khay này. Rồi sau đó mình lau khô và mình lắp vào lại. Thì như vậy đã xong cái việc vệ sinh hàng ngày. À còn một cái nữa, mọi người có thể dùng một cái cọ này nè. Cái cọ này mọi người bật cái nút nào cũng được, nút một shot hoặc là hai shot cũng được. Mình có thể chà xung quanh cái họng chiết xuất như thế này nè, để sạch những cái hạt cà phê nó còn vương lại ở trên. Thì đó. Nó sẽ trôi hết, nó không còn những cái hạt cà phê bẩn nữa. Thì vừa rồi là cái cách vệ sinh máy pha hàng ngày. Chúng ta mất khoảng tầm 3 đến 5 phút thôi thì chiếc máy của chúng ta sẽ sạch sẽ và bền hơn. Vậy thì á, vệ sinh hàng tuần có khác vệ sinh hàng ngày hay không? Thì mọi người hãy theo dõi cùng em ạ. Thì đối với việc vệ sinh hàng tuần thì chúng ta cần phải có thuốc vệ sinh. Đây ạ, cái thuốc vệ sinh. Thì nó cũng y chang với cái việc mà vệ sinh hàng ngày thôi mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ cho thuốc vào tay cầm mà có lắp filter mù sẵn. Đó đây ạ. Y chang cái cách mà vệ sinh hàng ngày nha, mình lắp filter mù vào tay cầm. Xong mình cái cọ pha chế nó sẽ có cái đầu múc thuốc, mình sẽ múc một muỗng ở đây. Cái cọ vệ sinh á, thường cái cọ vệ sinh đây nè, nó sẽ có cái đầu hút thuốc luôn. Mọi người sắm một cái cọ như vậy nữa. Mình cho vào đây ạ. Rồi, cũng y chang như vệ sinh hàng ngày thì chúng ta sẽ lắp tay cầm này vào họng chiết xuất ạ. Cũng chọn chế độ tự động vệ sinh luôn. Tương tự không khác gì hết với cái cách vệ sinh hàng ngày. Mình sẽ nhấn. Rồi, nhấn.
Đây là một lần nè mọi người. Máy sẽ tự động làm hai lần. Rồi, mọi người có thể lặp lại như vậy một lần nữa. Đó, cũng y chang như cái cách mà chúng ta vệ sinh hàng ngày. Sau khi mà mình xong rồi á, máy đã hoạt động vệ sinh xong rồi thì chúng ta sẽ tháo tay cầm ra. Đây ạ, đây là cái bồn cà phê. Và chúng ta sẽ tráng lại. Sau khi mà chúng ta rửa sạch thuốc á thì chúng ta sẽ lắp tay cầm này vào lại nha mọi người. Và tiếp tục lắp lên họng pha chế để mình vệ sinh lại một lần nữa để cái thuốc nó trôi đi hết. Nó không có bị bám vào cà phê khi mà chúng ta pha cà phê vào đợt tiếp theo. Mọi người chịu khó vệ sinh hàng ngày và hàng tuần thì cái việc đó là giúp cho tuổi thọ của chiếc máy chúng ta thứ nhất là lâu hơn nè, vận hành trơn tru hơn và cà phê cho ra cái hương vị nó sẽ trọn vị hơn. Mình không vệ sinh đó là lâu ngày cái cặn cà phê nó động lại bên trong máy đó, nó sẽ bị tắc những cái ống dẫn. Rồi đó là xong. Rồi sau đó thì chúng ta tráng lại cái tay cầm để cho sạch các cái hạt cà phê còn bám lại. Sau khi mà vệ sinh máy xong á thì chúng ta sẽ vệ sinh luôn cái vòi đánh hơi này. Tại vì thông thường nếu mà chúng ta đánh sữa lâu ngày chúng ta không vệ sinh thì nó sẽ tích tắt cái tia đây nè, chúng ta sẽ không đánh được nữa. Thì để vệ sinh vòi đánh hơi chúng ta cần một cái ca có nước sôi nha. Cái này nước sôi em đã chuẩn bị sẵn. Cũng giống như việc lấy thuốc để vệ sinh máy pha thì chúng ta cũng sẽ cho một muỗng vào cái ca này. Rồi, chúng ta sẽ ngâm luôn cái vòi đánh hơi vào trong cái ca có thuốc này ạ. Đây ạ, mình sẽ ngâm vào luôn và mình bật vòi đánh hơi. Chúng ta thực hiện như là lúc mà mình thực hiện đánh sữa vậy. Rồi, mình tắt. Sau khi xong á thì mình sẽ dùng một cái khăn. Mình xả lại nè, mình xả lại trước. Rồi, mình dùng một cái khăn sạch, mình chùi sạch. Như vậy là đã vệ sinh xong cái vòi đánh sữa. Thì sau khi mà mình đã thực hiện tất cả các cái bước đó á, thì còn lại chúng ta sẽ là cái việc chúng ta sẽ là đi lau chùi. Ví dụ là lau chùi thân máy nè. Đó. Cho máy nó bóng bẩy hơn. Rồi chúng ta sẽ đi đổ cái nước thừa trong khay này. Và chúng ta sẽ rửa sạch, lau khô và lắp vào lại. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh máy pha Breville 878 Pro hàng ngày cũng như là hàng tuần. Nếu như mọi người chưa hiểu chỗ nào thì có thể comment bên dưới ạ. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong các video sau ạ.